Kính chào quý khán giả Hồn Việt TV và quý thính giả Little Sài Gòn Radio. Kính thưa quý vị, dư luận ở Sài Gòn thời 1972 rộ lên những nhận xét chê bai ông Hoàng Đức Nhã là phách lối, là ta đây, là mít lòng quân đội. Thậm chí còn có tin đồn rằng một lần ông Hoàng Đức Nhã thăm quân đoàn 1 đã không được Trung tướng Ngô Quang Trường tiếp đón và còn bị tướng trưởng bộp tai trong ngoặc kép. Thực hư cái tin đồn đó ra sao với ông Hoàng Đức Nhã, bí thư của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu và sau là Tổng trưởng Dân vận Chiêu hồi của Chính phủ Việt Nam Cộng hòa? Ông Hoàng Đức Nhã đã nói sự thật cho phóng viên Đinh Quang Thái của Hồn Việt TV và Little Sài Gòn Radio biết ngay tại nhà ông ở Chicago vào tháng 3 năm 2024. Kính mời quý khán giả và quý thính giả theo dõi. Thưa ông Hoàng Đức Nhã, cái lúc mà ông làm cho Chính phủ Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, cái quan hệ của ông với quân đội sao? Quan hệ của tôi với quân đội thì rất là bình thường. Là tại sao? Điểm thứ nhất, trong những cái trách nhiệm mà Tổng thống giao cho tôi không có cái gì mà liên hệ đến vấn đề quân sự cả. Là trong những cái bộ mà tôi liên hệ đó, không có bộ quốc phòng, ngoại trừ những cái điều cam kết trong cái hiệp định đó, thì lúc đó nó có cái khía cạnh quân sự. Lúc đó tôi mới biết trong những cái ủy ban mấy bên đó, đó. Nhưng mà trước đó, trước cái hiệp định đó, thì mỗi lần đi theo Tổng thống đó, thì gặp vị tướng này tướng nọ, mà trong những cái tướng tư lệnh vùng hay là tư lệnh sư đoàn tôi cũng biết rất nhiều, nhất là trong binh chủng giải dụ, là sau Điện Biên Phủ đó, những cái tiểu đoàn giải dụ còn lại của mình về Nha Trang đó, như tôi đã có dịp nói đó, tôi lúc đó được biết anh Đỗ Cao Trí lúc đó là đại úy, anh Nguyễn Kho Nam lúc đó là trung úy, anh Ngô Quốc Trưởng lúc đó là thiếu úy. Đó, thành thử ra lớn lên tôi xem mấy anh đó là như là đàn anh. Thành ra sau này gặp lại như là anh Trí tư lệnh quân đoàn 3, anh Nam, anh Trưởng tư lệnh quân đoàn 1, rồi anh Nam tư lệnh quân đoàn 4. Thì rất là vui vẻ, là tại ông cũng biết là tánh tôi. Thành thử ra ông Thiệu ông cũng biết là tôi có cái liên hệ rất là dễ dàng đi đâu đó. Mà hơn nữa cái quan trọng đó là mấy vị tướng đó thấy cần có cái gì mà không hiểu những cái đường lối của ông Thiệu hay là muốn gợi ý kiến cho ông Thiệu đó, là lúc nào cũng nói chuyện với tôi. Cái đó tôi thấy là đẹp, tốt đẹp. Sở dĩ chúng tôi nêu câu hỏi đó là bởi vì tôi nhớ là khoảng năm 1973, tức là đúng cái lúc mà ông lên làm tổng trưởng, lúc đó thì tôi vừa mới học xong trung học, có một đám bạn cũng thích chính trị, tìm hiểu về tình hình chính trị đất nước này nọ. Thì có một hôm tôi đang ngồi nhà, thì một thằng bạn chạy xe đó, nó bảo: "Ê, ông biết cái tin mà ông Hoàng Đức Nhã bị ông tướng Ngô Quang Trưởng bộp tai không? Bởi vì tin họ nói là ông trưởng sức quá cho nên ra quân đoàn 1, ông Nhã sức quá cho nên khi ông ra ngoài quân đoàn 1, tướng trưởng không những không tiếp, ông Nhã muốn gặp thì ông trưởng bộp cho bộp tai." Lúc đó họ cho thấy rằng hình như là ông Nhã không được lòng quân đội. Thứ nhất, cái chuyện đó là không biết cái anh bạn của Thái nghĩ đâu ra, nhưng mà tôi cũng hiểu rõ lúc mà tôi có thể nói là xuất hiện trên cái chính trường đó. Thật sự là qua cái mấy năm tương thuyết rồi sau đó sửa đổi đường lối của chính phủ đó, thì có nhiều người không thích, không nhiều ghét. Thì tôi không ngạc nhiên nếu mà phía người đó hay là ngay cả phía ông bạn đồng minh Hoa Kỳ của mình là thực hiện cái mà tôi gọi là bôi nhọ thanh danh. Tiếng Anh từ người Mỹ đó có cái câu là character assassination, đi phao tin đồn để hại thanh danh. Thì tôi cũng được nghe cái chuyện đó, tôi chỉ cười đó. Tại như tôi nói vừa trả lời đó, là anh trưởng của tôi là coi như tôi coi anh trưởng là như là đàn anh. Mà mỗi lần tôi ra đi kinh lý đó, ông tư lệnh vùng đâu có cần phải ra tiếp ông tổng trưởng, cái tư lệnh sư đoàn hay tỉnh trưởng là được đó. Lúc nào cũng có mặt anh trưởng. Lúc nào cũng về ý chứ cũng vài giờ ngồi ở trong văn phòng của hai anh em thôi. Mà đây điều vui là anh trưởng thích uống gin tonic. Thành ra lâu lâu tôi có được cái chai gin tonic, mà hồi đó cái hiệu cái gin tonic là làm gin với lại cái tonic water. Nhưng mà cái hiệu gin ngon lúc đó là tôi nhờ mấy bạn Mỹ, là hồi đó là mình cái gin nhận bán trong PS thì thường là có hiệu Tanqueray của Ấn Độ. Mỗi lần tôi đem lên, anh vui lắm, gin nó ngon đó. Cái
Và sau này đó, thì sau này là qua lúc mà tôi có cái tiệm tạp khô ở Fort Virginia, là anh trưởng là dừng 2-3 ngày lại vô trong tiệm, ngồi về sau cái khu kho đó, là hai anh em ngồi nói chuyện đó. Đây đây tôi dùng cái ví dụ để nói lên những cái người pháo tin đồn đó, là không biết có mục ý gì nhưng mà cái chuyện đó là hoang đường. Ông Nhã vừa mới nhắc tới cái character assassination, tức là bôi nhọ cá nhân ấy. Thì hình như là những người coi bói ở Việt Nam đóng cái vai trò đó cũng nặng lắm, theo chỗ tôi biết. Đó là lý do tại sao mà khi Cộng sản họ vào Việt Nam, họ bắt mấy ông thầy bói nhiều lắm. Bởi vì họ cho rằng mấy ông thầy bói đó là cái ổ tung ra những cái tin đồn. Thí dụ, tôi nghe nói thôi, bảo là các tướng lãnh hồi đó đến xem bói thì họ bảo là ôi vào cái tháng này, ngày này ông có thể là thăng quan tiến chức. Họ cứ nói đồng loạt như vậy, cho nên có một số người cứ tin rằng nếu họ làm cái điều gì đó thì sự nghiệp của họ có thể thăng tiến chẳng hạn. Thì ông có nghĩ là những cái hành vi mà character assassination đó qua người Mỹ và qua một ông thầy bói là một chiến dịch bôi nhọ cá nhân đúng không? Nếu mà theo tôi nghĩ đấy, đó cũng là một cái, có thể nói là một cái thủ đoạn tình báo của đôi bên, của Bắc Việt hay là của Mỹ. Tại vì họ lợi dụng cái tập quán của người mình, dù mấy ông trong quân đội, mấy ông trong phủ đi coi thầy bói, coi tín, nghĩa là nó, nhiều người nó thích, nó, à, tương lai sao cái chuyện đó, tôi không bao giờ tôi coi thầy bói, thành tự là nhất định tôi không tin cái chuyện đó. Tương lai hay định mệnh là đã có định mệnh sẵn rồi. Tương lai là mình phải đóng góp, mình tạo cái tương lai sáng cho mình. Thành thầy bói nói là tôi chỉ nhớ một anh duy nhất mà gọi là thầy bói, anh ấy coi tướng, thật ra anh là Vũ Tài Lục, là một người bạn giới thiệu tôi. Anh Vũ Tài Lục nói tôi biết Nhã không có tin cái đó, nhưng mà tôi xin nói cái này, thì ông nói đây cũng về cái cá tính con người tôi. Nhưng mà trở lại cái chuyện mà Bắc Việt đi rồi đó bắt nhốt ông mấy người thầy bói đấy, theo tôi nghĩ chính tình báo Bắc Việt mới dùng cái hệ thống thầy bói đó để cũng như là rỉ tai cho mấy bà vợ mấy ông sĩ tao của siêu anh cấp tá cấp tướng, hay là bà vợ mấy ông tổng trưởng, cũng như là làm là có thể nói là gây cái hoang mang, bất an, cái hoang mang đó, thành thử ra không có dấn thân với lại cái trách nhiệm của họ. Dường như là tổng thống Vân Thiệu là người rất tin thầy bói vào, thì tôi không bao giờ thấy ông Thiệu mà trước mặt thầy bói, nhưng mà tùy viên nói là ông cũng có coi tin những gì ông thầy diễn, cụ diễn nói Ngô Hùng diễn rồi ông nữa đó là ông đại tá Y đó, hai người tôi nghe tên thì trường nói đâu phải riêng với ông Thiệu, mà tôi nghi chắc ví dụ ông khác cũng có coi đó. Nhưng mà trả lời câu của Thái thì tôi được biết là ông diễn có đi về làng của tôi với làng của tổng thống Thiệu đó, đi coi cái mã nào rồi để sau này chắc là ông cũng định là muốn xây cái mã cho ông ta đó. Cái thời Việt Nam Cộng Hòa đó thì có một số chính đảng, trong đó có Tân Đại Việt, trong đó có Phong Trào Quốc Gia Cấp Tiến, Đại Việt Quốc Dân Đảng, rồi Quốc Dân Đảng, Duy Dân Đảng, Đảng Dân Chủ Xã Hội của phía bên Hòa Hảo, và cái lực lượng chính trị của phía bên Cao Đài. Ông đánh giá như thế nào về hoạt động của những đảng đó? Lúc mà tôi được tổng thống giao nhiệm nhiều cái chức, nhiều cái công tác có thể nói là có tính cách chính trị đó, vạch ra cái đường hướng đi như thế nào, và người Mỹ cứ lặp đi lặp lại thưa tổng thống Thiệu, chúng tôi là người Mỹ nghĩ rằng ông cần có thêm đại diện đảng vào trong tham gia với chính phủ, để như vậy để nói lên cái gọi là cái sự tham gia của những người khác hơn là mấy ông quân đội. Thì cái đó là có thật. Ông Thiệu thì ông cũng nghĩ đó, tại vì ông ta cũng đã trải qua cái thời kỳ mà đệ nhất Cộng Hòa, cũng biết là một cái độc đảng, dù đảng Kaki hay là đảng Cần Lao thì nó không có tốt cho đất nước. Thái vừa liệt kê tất cả những cái đảng thì lúc đó là quên cái lực lượng công giáo nữa. Thấy không? Vâng. Đó. Phật giáo đó chứ? Phật giáo, công giáo. Đó. Để cái, tại thì
anh nghe là thấy nói cái hồ hảo với cao đài phải kèm lực lượng kia rất là mạnh hơn nữa, mạnh hơn nữa đó. Thành ra anh nhớ làm cũng cái liệt kê, anh từ nhỏ đến lớn học trường Pháp không có để ý đến cái hoạt động nghĩa là đảng phái Việt Nam từ 1939 mà trở về đó. Nhưng mà sau này lúc mà vô làm cho tổng thống đó, thì bắt đầu nghiên cứu, thì nhờ những người chuyên viên nhớ có tới gặp cụ ông Phan Quang Đáng rồi ông Mai Thơ Truyền rồi hồi đó có gặp ông cái ông mà chủ tịch Hạ viện trước ông Cẩn đó là ông Nguyễn ở đơn vị Biên Hòa ấy cụ gì đó khỏi thêm đó rồi đi về hay là cao đài ở vùng Tây Ninh hay là Hòa Hảo ở Châu Đốc đấy học hỏi, tự mình học hỏi rồi mới trình cho ông đón từ đây gọi là cái phân hóa tôn giáo ở Việt Nam nó quá mạnh đi, mỗi người đủ thứ hết rồi. Tôi hy vọng là không phải vì cái phân hóa đó mà phân cực, nghĩa là chống lại là chính quyền. Nhưng mà tôi nhớ tôi hỏi rồi bây giờ mình không thể nào tránh được cái phân hóa, nhưng mà mình làm cách nào để gọi là hợp lại chung hợp tác. Thì tôi mới nói một là tổng thống là đích thân tiếp từng ông lãnh tụ đảng hay là lãnh tụ cái phong trào. Tại vì trong phủ tổng thống không có người nào mà giữ cái chức vụ liên lạc với các đảng phái. Không có. Một là ông tổng thống làm đích thân mình, nói xin lỗi cho ông tổng thống, nghĩa là có thể mời hết tất cả các vị đó vô một cái bữa họp thì nói chuyện. Chứ ông nghĩ rằng nếu ông đi từng người đó là người này sẽ nói ở kia thương lượng cái gì kia đó, nó cũng khó. Rồi tôi nói giải pháp thứ hai là nhờ một người nào có uy tín nói chuyện thẳng với lãnh tụ các đảng phái và phong trào đó, nói tổng thống Thiệu tỏ ý muốn có cái sự hợp tác và chúng ta nghĩ thế nào, nhiều cái đặt để ra những cái nguyên tắc có thể hợp tác với chính quyền. Mà ông Thiệu rất là thích cái giải pháp thứ hai. Và ông nói thôi, bây giờ tôi ra làm việc với cụ Trần Quốc Bửu, chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động. Yeah. Thì chúng tôi đồng ý là ông Bửu có thực lực chứ không phải là một cái phong trào trên trời dưới đất. Thì ông ra ông nói, tôi chính thân là tôi ra ngồi nói chuyện với cụ Bửu. Ông nói, cái mục đích rất là tốt. Tôi sẽ giúp tổng thống, tôi sẽ đi nói chuyện với tất cả mấy lãnh tụ khác đảng phái. Sau 6 tháng sau, ông Bửu gọi tôi nói, anh à, khó quá. Tôi không thực hiện được cái mục tiêu đó. Thì xin anh trình tổng thống đó, tôi có thể nói là tôi bỏ cuộc, tôi không muốn làm cái chuyện đó. Tại tôi không có được một cái sự đồng thuận hay là nghĩa là đồng ý vài ba cái nguyên tắc căn bản thì tôi chịu thua đó. Thì đó là cái gọi là cái tham gia của tôi đối với cái gọi là hoạt động liên lạc với các đảng. Các đảng phái có ảnh hưởng cách nào đó, mức độ nào đó đối với cái việc sắp xếp về nhân sự cấp tổng trưởng trong hội đồng nội các không? Không, là ông Thiệu là cái người mà tỏ ra, nghĩa là cũng như là đưa ra cái ý kiến mời mấy ông đó qua trung gian của mấy người ngoài, ví dụ như là ông anh của ông Thiệu là ông Kiểu đó, thấy không, là ai cũng biết ông ta là Đại Việt, thì nói bây giờ bên Đại Việt có ai mà muốn đề nghị vô trong chính phủ thì dĩ nhiên là đề nghị là một chuyện, chứ còn ông tổng thống ông xét về cái khả năng của cái người mà được đảng đề nghị là một chuyện khác đó. Đó thì theo tôi, cá nhân tôi biết có nhiều người gặp mà có nhiều cái bộ ông tổng thống không thể nào mà giao cho đảng phái mà đại diện đảng phái mà đương nhiên là có cái đó, phải có khả năng, ví dụ như mấy cái bộ chuyên môn như kinh tế, tài chính, canh nông không có thể nào mà đấy được. Mà nếu mà lúc đó mà có đại diện một cái đảng mà có người rất là chuyên môn mà giỏi được cái đó thì dĩ nhiên là ông Thiệu thành thử ông dùng mấy cái mà sau này nãy tôi nói đó, mấy người technocrat đó, người ra đến đã đi học ở tại Hoa Kỳ về rồi và đã làm việc đó, thành ra có thể đó mời mấy cái chức vụ khác như là quốc vụ khanh rồi để cũng như là
là cố vấn và cho thêm ý kiến, rồi có mấy hội đồng tổng trưởng tôi thấy quý vị đấy cũng họp, nhưng mà một thời gian sau chắc là cũng không còn hữu dụng mấy đây, thì ông bỏ, lúc đó mới đi ra con cái bản bài của giáo sư Bông. Ông nhắc tới ông Nguyễn Văn Kiều là đảng viên Đại Việt. Lúc đó một số người họ cả quyết là ngay cả ông Tổng thống Thiệu và ông Thủ tướng Khiêm cũng là đảng viên Đại Việt. Thật sự cái đó tôi không biết. Mấy theo tôi nhớ là nghiên cứu đảng viên được cái đó là bí mật. Sau này nghe nói là ông này Đại Việt, ông kia Đại Việt, khi mà mình thì dĩ nhiên là không bao giờ tìm được cái bằng chứng là hai ông đó. Nhưng mà điều nếu mà ông Thiệu mà thật sự là đảng viên Đại Việt đấy, những cái hành động của ông ta nó tôi thấy nó không có giúp gì cái đảng Đại Việt bấy nhiêu. Ông Nguyễn Văn Kiều có ảnh hưởng cách nào đó trong cái vấn đề tổ chức công quyền của ông em là ông Thiệu? Tôi có thể quả quyết là không có. Ông Thiệu rất đề nghị rất nhiều, nhưng mà ông Thiệu coi như là không có nghe. Ông Kiều đề nghị một người mà ngay trong cái gọi là nhiệm kỳ đầu, những tháng đầu để làm tổng thư ký phủ tổng thống, ông đó là Nguyễn Văn Mười, cũng Đại Việt. Đại Việt mình chi bộ năm phần đó. Yeah. Nhưng mà sau 3-4 tháng rồi ông tổng thống Thiệu thấy cái ông này không có nghĩa là thi hành đúng mức, thành ra ông bãi bỏ luôn cái chức vụ tổng thư ký, cái gì đó là của phủ tổng thống đó. Thành ra sau đó đó là không còn ông Nguyễn Văn Mười đi ra, là chắc là ông Kiểu ông cũng giận lắm, tại vì ông Thiệu nói cái ông này làm việc trả cái đơn gì cả, rồi ông dẹp luôn. Sau đó không có ai đóng cái vai trò mà thành ông Thiệu làm việc thẳng với mấy ông phụ tá, ví dụ như phụ tá đặc trách ngoại vụ, chỉ lo ngoại vụ thôi, phụ tá đặc trách kinh tế tài chính, chỉ lo kinh tế, phụ tá đặc trách liên hợp thôi, chỉ lo cái việc. Tôi là cái người duy nhất là có thể đi qua từ lĩnh vực này là lĩnh vực kia đó. Cái thời của Tổng thống Ngô Đình Diệm thì hầu hết các công chức cao cấp và kể cả trung cấp, thậm chí đi xuống các tỉnh, các quận nữa, là đảng viên Đảng Cần Lao, nhân vị. Thời ông Thiệu thì có Đảng Dân Chủ, người ta gọi là đảng cầm quyền đó. Cá nhân ông có phong vô Đảng Dân Chủ? Không bao giờ. Mà tôi, đó là cái ý kiến riêng tôi. Tôi nói tại sao vô một cái đảng, thì vô cái đảng theo cái quy luật. Mà tôi không có nể cái người mà gọi là đưa ra ý kiến mà đảng, là tôi hỏi lập trường đâu, rồi tôi hỏi là làm sao mà anh chỉ nói tôi đảng là bí mật, không được nói cái đối với. Xin lỗi, ai là người đưa ra cái ý kiến lập Đảng Dân Chủ? Cái đó là ông chính ông Thiệu, vì vậy ông thấy ông không có làm việc được với mấy cái đảng khác, ông nói giờ tôi ra tôi lập cái đảng đó. Ông Thiệu lập Đảng Dân Chủ, ý kiến của ông Thiệu. Yeah. Của ông, rồi ông dùng ông Ngân để nghĩa là tạo cái có thể nói là cái nền tảng là ủng hộ ông ta trong quốc hội. Là tại vì anh làm đảng đó, anh phải sử dụng cái đảng của anh, thay đổi luật lệ rồi cái đó, chứ làm đảng không chỉ nói ở tôi đảng này rồi mà không có chương trình thì tôi bước đi. Thì cái ý để làm đảng là của ông Thiệu. Mà ông không vào? Tôi không vào. Cá nhân ông Hoàng Đức Nghĩa không vào? Ông Ngân hỏi tôi nói không. Yeah. Ông ngạc nhiên lắm, rồi ông Thiệu, ông cũng thấy nhiều, không bây giờ ông nói tôi nói. Một ngày tôi nói về Ngân, tôi không có vua đảng, tôi đúng, tôi không vào. Ông Thiệu có hỏi có đó. Còn người nào nữa trong cái hàng bộ trưởng hoặc là cấp chỉ huy? Tôi tại tôi không biết, từ mấy người đó là hoạt động cái kiểu mà riêng mà cá nhân rồi tôi biết là tôi không có vào. Đảng Dân Chủ có làm được những thành quả nào tốt không? Theo tôi chả có làm gì. Không làm gì hết. Nghĩa là nói xin lỗi, nói chuyện với cái ông Ngân mà ông nói nên trời là tôi nói nó rồi. Tôi là cái thằng được huấn luyện. Nói gì anh phải có chiến lược, anh phải có chiến thuật. Anh phải làm dừng bao lâu chứ, anh nói xong rồi anh nói tháng sau rồi dược lại. Thành ra đó là cái lý do tại sao tôi không có. Với lại một cái lý do nghĩa là rất là cá nhân, tôi nói tôi vào một cái đảng mà mấy cái ông tôi lơ mơ rồi sao là tôi mất thời giờ đó thôi. Đâu có ai buộc tôi vô đảng, tôi đâu có cần vô đảng để lên thêm chức đâu. Thấy không? Cũng như hồi xưa mà Thái nói cái chuyện mà đảng Cần Lao thì ông tướng này, ông tá này muốn phải vô đạo để được cơ hội lên tướng, là cái chuyện đó thì đời Cần Lao thì mình chính ông anh họ của tôi cũng vô đảng Cần Lao được lên tổng trưởng. Câu hỏi chót trong cái cuộc phỏng vấn lần này đó là cái thời tổng thống Nguyễn Đình Diệm, tổng thống Diệm bị áp sát hụt một lần tại Buôn Ma Thuột,
đào tránh hụt một lần ngày 11 tháng 11 60 bị hai phi công ném bom 1962. 1963 thì quân đội đảo tránh dẫn tới cái chết của Tổng thống Diệm và bảo đệ Ngô Đình Nhu. Tất cả những cái cuộc biến loạn đảo tránh đó họ đều bảo là vì ông Diệm độc tài. Sau này thời đại Cộng Hòa không xảy ra một cuộc đảo tránh nào nhắm tới ông Thiệu cả. Thì có hai cách giải thích. Thứ nhất là chính thể của ông Thiệu dân chủ hơn. Cái thứ hai là guồng máy kiểm soát an ninh bảo vệ để tránh những cuộc đảo tránh của ông Thiệu hữu hiệu hơn thời ông Diệm. Ông thấy hai cái giả thuyết đó là sao? Hai cái đều đúng cả. Thứ nhất, ông Thiệu như tôi mình vừa nói với nhau đó ha, cố nới rộng cái nền tảng chính trị bằng cách kêu gọi các đảng phái và các phong trào hợp tác với ông ta. Không thành thì ông ta ra làm cái đảng dân chủ. Thứ nhì, tại sao không có đảo chánh? Đảo chánh là một cái phần gọi là xáo trộn xã hội, không có nghĩa là việc cộng xâm nhập vô gây phá rối trị an lên đường xuống đường, nghĩa là chống đầu cơ tích cử rồi làm gây hoang mang. Là tại vì sao? Tại vì cái gồm mấy của mình kiểm soát là nhắm, nghĩa là ngăn chặn cái vụ đó từ phía Việt Cộng, thì dĩ nhiên là cái ông mà tư lệnh cái lực lượng cảnh sát tướng Nguyễn Khắc Bình đó, ông làm việc rất rõ ràng. Thời đời ông Diệm đó, tôi thấy họ kiểm soát còn chặt chẽ hơn nữa đó, thấy không? Đi đâu mà cục cái đó là mật vụ của thời đó là còn nguy hiểm, nghĩa là ác ôn á. Nhưng mà điều cái này chắc là sau này đó anh Thái thấy đó là mình bao nhiêu có cái sự diện của báo chí hồi đời ông Diệm, thì báo chí thì ít cho mình cái báo chí cái đời thời nhi Cộng Hòa nó mạnh, nó chứ đâu có bịt miệng ai được đâu. Thì có cái gì trật cái đó nói ra. Nhưng mình tôi như tôi vì vậy tôi mới trả lời cái sự kiện mà trong đời nhi Cộng Hòa mình yên tâm là có hai lý do. Chào tạm biệt quý khán giả và xin hẹn gặp lại trong cuộc phỏng vấn kế tiếp với ông Hoàng Đức Giang.